Ở đây tiếp nối chương trình văn nghệ hôm nay, xin mời quý vị thưởng thức một giọng ca rất ngọt ngào và hết sức truyền cảm, được phát và làm sống trên thành phố Hồ Chí Minh. Nam nghệ sĩ Tạ Thiên Tài. Tạ Thiên Tài ơi. Dạ thưa quý vị, Tạ Thiên Tài là cái người đang cầm micro đó quý vị. Hồi nãy giờ với vai trò là MC giới thiệu cho những người anh em đồng nghiệp hát, bây giờ Tạ Thiên Tài xin được hát theo yêu cầu của anh trưởng đoàn, đó là anh Tuấn. Trên rộng gần đến quý vị, bác anh ủng hộ trong bài tăng cổ nói về chuyện tình sự Phạm Lại biệt Tây Thi, một sáng tác của cố soạn già nhân dân Việt Châu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Lạnh lùng sương xa theo trung cương, người đi thuyền qua nước trong đêm buồn, ánh trăng xuống rồi buồn sầu chơi dở. Đường về Ngô Ba dù xa cách bao vây trong cung, môi mắt quên lệ buồn tình đời xa nhau. Nàng ra đi để cho tôi mang sầu hận đơn muôn đời. Tôi sẽ vì ai dò gió mộ phương trời, xin nhạc vào trong nghĩa anh chất điểm vì ngoài này tuyên danh đánh lung rơi. Trên chiếc thuyền lòng lướt sóng đêm nay, có một kẻ nhìn ai mà nghe thơ dài. Kim má hồng đến đây thì tôi phi mộ một đời để đền sống thật. Bước trong sương mờ
đừng đừng giữa sương đi lặn lội sóng nước lăn đến con thuyền sóng chốn vô bàn em ở anh về hãy thấy yêu yêu tử đã tốt rồi mấy mấy nước sẽ đều hiểu vì người đẹp sẽ không bao giờ trở lại chỉ là chắc bóng em rồi người yêu đâu nữa. Rất tuyệt vời với tiếng đàn của Danh Cầm Thu Hạnh, nhạc sĩ trẻ Thanh Phong cùng tên đàn ông anh Kỳ Phong của nhạc sĩ Quốc Thảo.